Chào các bạn, mình nè, xin chào. Các bạn có nhớ mình không? Mình rất là nhớ các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tới tiết mục đập hộp em mặt nạ từ Trung Quốc nha. Cái này nó tên là Yumi, nhưng mà không phải là tiếng Hàn nữa các bạn. Có tiếng Anh đàng hoàng và không hề có một chữ Trung Quốc. Nhưng mà chính là cái hãng này á, ngay cả Yumi nó cũng không thường á, nó sẽ viết những cái từ Trung Quốc ở dưới cái nhãn hàng của họ. Nhưng mà cái này hoàn toàn không có một tiếng Trung Quốc luôn nha. Bên đây cũng không có một tiếng Trung Quốc luôn, toàn là tiếng Anh và được sản xuất tại cái này là Guangzhou. Mình không biết Guangzhou này là nó ở Hàng Châu, tại vì mình thấy Guangzhou là Quảng Đông, còn cái này là Guangzhou là Hàng Châu. Thì hôm nay và bên đây thì có một cái giống như là ngày tháng năm, thì cái mặt nạ này nó có hạn tới 2025 hay sao đó, mình nghĩ là vậy. Từ không, đó là 25 tháng 5 2022 lận. Thì mình thấy ở trên Lazada có shop mall và bán cái mặt nạ này, cho nên mình quất một hộp luôn, cũng rất là rẻ các bạn. Một hộp như vậy 8 miếng thì có 45.000 mà thôi. Thì mình nghĩ cảm thấy một miếng như vậy khoảng 8 miếng 45.000, thì mỗi một miếng như vậy khoảng 5-6.000 gì á, mình thấy cũng rẻ. Cho nên mình mua về bóc siêu mấy luôn ha. Hôm nay mình bóc siêu luôn. Wow, cứng lắm nha các bạn. Mình hồi trước á, mặt nạ Trung Quốc thì mình cũng có xài rồi, nhưng mà mình mua miếng lẻ đó, hoặc là cái combo người ta bán khoảng mười mấy loại mặt nạ, rồi người ta bán là 100 mấy chục ngàn, 50 miếng đó các bạn. Còn cái này á, thì mình chơi mình bóc tem luôn, nó không có giống như là mình mua lẻ miếng ra thì nó không có hộp gì hết, mà người ta trộn chung rồi người ta gói lại thôi. Còn này nó có siêu là quen bạn, bóc siêu lúc nào cũng sướng, giống như mình là khách VIP mà xài lần đầu tiên nha. Trời ơi đã. Các bạn bóc siêu điện thoại thì mình bóc siêu hộp mặt nạ ha. Sao hôm nay mình sẽ đổi cách quay mặt nạ hơn một chút, tại vì nó sẽ không giống như mình giới thiệu những cái miếng mặt nạ bình thường nữa, mà mình sẽ giới thiệu cái hộp mặt nạ và có siêu ha. Đây là em ấy đây à, cũng xịn sò phết. Mua cũng khá rẻ, các bạn có thể mua trên Lazada của shop mall thì sẽ tin cậy hơn, tại vì mình xài mặt nạ Trung Quốc mình rất là sợ mua shop thường các bạn. Tại vì các bạn cũng biết rồi, mặt nạ Trung Quốc nếu mà nó đã không biết dưỡng chất nó bao nhiêu, nó đã rất là rẻ rồi, nhưng nếu mà hàng nhái của hàng tàu nữa thì các bạn có dám xài không? Cho nên mình cũng rất là sợ. Nên đa số mặt nạ Trung Quốc thì mình rất là e dè khi sử dụng, tại vì có một bài báo đăng rằng có Trung Quốc đang có một lần nào đó thì người ta có một bài báo đăng báo báo mạng đăng rằng tại vì báo chính thống thì khi người ta đăng những thông tin này các bạn, cho nên báo mạng người ta đăng rằng có chính quyền Trung Quốc mạnh tay những cái mặt nạ kém chất lượng mà có chất huỳnh quang ở trong đó đó. Đó là một đại dạng chất phát sáng sẽ khiến cho da mặt đẹp trắng nhanh, nhưng mà nếu mà sử dụng lâu dài thì tự dưng tối á, mình bật lên thì da mặt mình cũng phát sáng giống như con mực vậy các bạn. Đó thì trong hộp mặt nạ nó có 8 miếng các bạn. Này, 8 miếng, 8 miếng, hết rồi. Đó, hết rồi chứ các bạn. Đó. Thì mình thấy cái loại này á, bao bì nó cũng đẹp, rất là nhã nhặn. Nói chung là trên nền trắng trên xanh thì nhìn nó rất là đẹp mắt. Thì nó có 8 miếng như thế này, mỗi miếng là 28 gram. Thì để mình xé luôn ha. Đây. Một hộp này có bốn mấy ngàn cũng rẻ các bạn. Chà, khó ghê ta. Đó. Rồi coi bên trong mấy em nó như thế nào nha. Đa số mặt nạ Trung Quốc đều rất là nhiều tinh chất các bạn. Mặt nạ này hả, nó 28 gram, trời tinh chất ướp đẫm luôn. Miếng mặt nạ cũng khá là mỏng và mình sẽ làm chụp bạch. Đây bạn thấy miếng mặt nạ cái này là bằng giấy cô tông các bạn, nó là mặt nạ giấy không dệt đó. Đó cho nên nó cũng khá là mỏng, và mặt nạ mỏng thường nó sẽ đắp ôm khít da mặt hơn và nó không có cảm giác nặng mặt. Cho nên bây giờ xu thế là các mặt nạ đều mỏng hết. Đó đây, tinh chất rất là nhiều. Ồ, đa số trong miếng mặt nạ nó còn chảy xuống đây nữa nè. Đó, bây giờ các bạn cho mình vài phút để mình thí nghiệm ha. Đắp lên mặt thế nào nha. Chào các bạn, mình đã quay lại đây. Sau khi mình đắp cái này á, thì người ta có yêu cầu là đắp từ 10, nè các bạn thấy không, 10 tới 15 phút. Thì mình làm đúng theo yêu cầu luôn là đắp 15 phút. Mà dưỡng chất nó rất là nhiều, khi đắp thì nó sẽ chảy xuống cổ nè, rồi cái cổ áo nữa, nó sẽ làm ướt cổ áo, nó cũng khó chịu. Thì cái tinh chất của nó là mình thấy có tinh chất các bạn, tại vì nó có chất nhờn nhờn rít rít. Và khi các bạn đắp mặt nạ, các bạn cũng kiểm tra cái mặt nạ đó nó có tinh chất hay không, hoặc là nó chỉ là cấp cấp nước thôi.
Thì đối với một số mặt nạ HA cấp nước của Trung Quốc thì nó chỉ có 2.000 miếng, thì các bạn đắp vào nó mát, thứ nhất là mát da mặt. Nhưng khi lấy ra cái da mặt của bạn nó cũng giống như là nó được rửa mặt nó sạch thôi, chứ nó không có được mịn màng và trơn bóng. Còn cái mặt nạ nào nó có tinh chất á, khi các bạn đắp xong rồi các bạn rửa mặt á, thì cái mặt của mình nó rất là trơn mịn như lụa các bạn. Và mình rất là thích sờ vào mặt, à, cảm thấy rất là đã. Còn cái mặt nạ nào nó chỉ cấp nước thôi thì các bạn rờ vô nó giống như mình mới rửa mặt thôi, nó cũng mát mát vậy thôi, chứ cái gương mặt nó cũng hơi sần sùi chứ nó không có được trơn mịn nha. Còn khi nào nó có tinh chất vô á, thì nó sẽ khiến cho da mặt của mình nó trơn mịn hơn. Và khi các bạn rờ một chút thì rất là đã, và sau 5 đến 10 phút vào gương mặt nó vẫn trơn mịn là mặt nạ nó có nhiều tinh chất. Tinh chất càng nhiều thì cái độ trơn mịn nó kéo dài lâu các bạn, và giống như da mặt mình nó được ăn no vậy á, thì nó rất là đã. Khi mà rờ thì nó khác cái việc mà mình rửa mặt bằng nước. À, cho nên mình cảm thấy cái chiếc mặt nạ của Yumi này nè thì nó có tinh chất ở trong đó. Tại vì giá của em này á, khi mà không mua bình thường á là khoảng 10.000 một chiếc. Còn nếu mà mua sale á thì khoảng 5-6.000 một cái thôi. Thì mình nghĩ là shop bán kiểu gì cũng phải có lời, làm ăn mà các bạn, làm sao mà làm lỗ được. Cho nên shop bán thế nào cũng có lời hết. Cho nên các bạn mua cái này á, thì nó cũng cao cấp hơn một chút xíu so với mặt hàng trôi nổi mà mình không xác định được đó có phải là chính hãng hay không. Nhiều khi là fake của đồ tàu nữa thì còn khổ, thì không biết người ta cho cái gì trong đó. Cho nên khi các bạn muốn xài mặt nạ mà giá cả phải chăng, mà nhiều bạn thì là fan hoặc là yêu thích Trung Quốc qua những bộ phim hoặc là những sản phẩm kiếm hiệp gì của Trung Quốc, thì các bạn có thể xài hàng Trung Quốc, nhưng mà hãy mua shopmall cho mình nha. Tại vì mình thật sự khuyên các bạn luôn, cái số tiền mình bỏ ra tuy nó nhỏ nhưng khi mình khắc phục hậu quả thì nó rất là lớn. Cho nên thà là mình dùng cái số tiền đó mình mua cái mặt nạ nào mà nó chính hãng một chút hoặc là mắc một chút để mình xài cho nó sướng, lại nó bảo vệ được da mặt của mình. Thì cái clip của mình tới đây xin kết thúc ha. Hôm nay thì mình review em Yumi, thì mình thấy em này khá ok. Nếu mình cho điểm á thì em này được 6-7 điểm thôi. Tại vì em này đã tinh chất, nó tinh chất không nhiều, nó cũng là dạng tinh chất, nó giống như là nó hơn những cái mặt nạ khác thôi chứ tinh chất không nhiều. Để mình sau khi đắp mặt nạ xong mình để khoảng 15 phút thì mình thấy da mặt mình nó lại quay lại như cũ, thì mình thấy cái em này nó cũng ngang cỡ giống như là VDS thôi các bạn, của Việt Nam thôi, chứ nó không có cái gì gọi là xịn sò nhưng mà em lấy quảng cáo rồi. Thành phần thì trời ơi, thành phần thì trên trời, mà giá cả thì ở dưới gốc cây các bạn. Cho nên nói chung là mình thấy cũng tạm tạm thôi. Và sau này thì mình cũng sẽ cân nhắc lại giữa mua em Yumi này với em VDS, thì mình lại thấy thích ủng hộ hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam thì giá quá là đắt. Bây giờ em VDS cũng là 12.000 trở lên rồi, thì có thể là sẽ mua em Yumi nếu mà em này giảm giá. Vậy thôi, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn fan của tín đồ của các skincare của Trung Quốc thì một cái hiệu mới là Yumi ha. Các bạn có thể lên Lazada hoặc Shopee, nhưng nhớ chọn shop shopmall cho mình nha. Mình thật sự chân thành khuyên các bạn luôn, bỏ tiền ra thì mua đúng cái hàng mà nó có chất lượng ha các bạn ha. Rồi xin chào, xin hẹn gặp các bạn ở trong clip khác nha.